Hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh chị em, bạn bè, thân mến gần xa đã và đang ủng hộ kênh Điện Gia Dụng Nhật của Thanh Quá trong thời gian qua. Mình tên là Thanh Quá, 38 tuổi, đang ở địa chỉ chợ Láng Sen, huyện Nhân Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình đang test một em nồi tay rơ 1.8L. Em này hơi xấu nha quý khách, 2013 mà sao nó xấu. Nào nói trước xấu nhưng mà giá nó cũng không có được xấu lắm nha. Màu đen dậm nó hơi đen đen xấu xấu. Zin bảo đảm 100% zin, xấu thì có xấu. Rồi đó, đã test nóng ok. Lít 8 giờ hiếm quá quý khách ơi, như chi phí vận chuyển giờ nó cũng quá mắc rồi. Điện lưu ý cho mình ha, điện 100 nghe quý khách, 1400W. Một số khách không biết ghim 220 nổ cái bóc. Cái nói sao thôi, không muốn giảng, trời ơi, đã ghi điện 100 rồi. Còn công nhận lít 8 nó nặng. Ngoại hình thì 26 nhưng mà nội hình thì cũng tạm tạm được. Quay giấc tối cho nó hơi mờ, cái đèn kế bên luôn đó. Đây con chỉ cũng tạm ổn, cũng còn mềm lắm, cũng ok, không bị lủng chày gì hết nha. Đây son nồi cũng tạm được, ok chứ không nói quá tệ ha. Nồi giờ không có rồi quý khách ơi, mua mấy chiến rồi không có nồi lít 8 luôn. Cái này lít 8 khoảng 5 số người ăn được 5 lon. 6 lon, 6 lon là cố, 5 lon là trung bình. Lon được 3 chén. Hàng này mình test rồi ok, cái máy nó hơi rồi, chưa có mua luôn nữa. Đây, lúc khách quý khách lưu ý giùm mình ha, ghim điện ha, cái mũi tên chớp chớp này là nằm ở chỗ này nha. Nằm ở chỗ khác là nó không chín, hoặc là nó chín nhanh hoặc chín chậm sao đó nghe, mình chỉnh chỗ này nè. Đó. Hiện giờ là 9:17 giờ, ở 19:34 đúng luôn á. Ha, nè mình chỉnh lúc này nha, nhớ lưu ý cho mình ha. Đó. Trở về mặc định này giùm ha, nó mới nóng nha. Nút này là nút chạy. Nó chạy xong 4-50 phút một tiếng gì đó, nó sẽ tắt cái nấu, nó chuyển qua chế độ hâm. Là sáng đèn này là sáng hoài không sao hết, rất tiết kiệm điện. Còn khách tối không xài nữa thì bấm nút này là tắt luôn. Đó, là tắt hết hoàn toàn. Bắt, tắt, bắt, khởi động. Tắt. Lưu ý cho mình chỗ này giùm nha. Rồi, em này mình bán giá mong muốn là 900 ngàn ha. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách đã và đang quan tâm theo dõi. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách đã và đang quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào lần sau.